Ta-ra! Mấy em cẩm cù đang được nuôi dưỡng ở trong nhà kính này. Đây, cái grow tent bây giờ là Vi đã đặt được ở dưới basement của nhà Vi rồi ha. Vi sẽ mở ra cho các bạn xem ở bên trong. Đây, ở bên trong á là làm bằng một cái lớp aluminium giống như vậy. Thì cả nhà thấy Vi đã bỏ một ít hôi da vào đây, nhưng mà đáng lý là Vi bỏ một cái kệ á, xong rồi Vi bỏ vô đàng hoàng, nhưng mà vì Vi chưa có thời gian để mua kệ cho nên Vi tạm để như vậy ha. Thì cả nhà thấy không, ở đây á Vi treo một cái đèn. Đây, cái đèn này á nó rất là mạnh cả nhà ơi, cho nên Vi thấy Vi không cần mua thêm đèn nữa, thì Vi dùng một cái đèn này là đủ rồi ha. Ở đây này cả nhà thấy không, Vi mới vừa mở ra thì nó là 28,4 độ C và 75 độ ẩm. Hồi nãy lúc mà Vi còn đóng cái nắp là 78, khi mà mình mở ra đó thì cái độ ẩm nó sụt xuống ha. Rồi ở đây Vi để một cái quạt máy để cho nó điều lưu lưu thông không khí á. Mình không có muốn nó quá là ẩm thì nó sẽ bị nhiều khi nó sẽ bị nấm á các bạn. Cho nên để như vậy ha. Nhưng mà Vi sẽ mua một cái kệ ở IKEA, cái kệ đó là có 3 hoặc là 4 tầng thì để vào cho nó gọn, nhưng mà tạm thời thì cứ như vậy trước. Thì những cái hôi da mà Vi mua mà Vi dưỡng sức á, hoặc là nó chậm mọc á, thì mình để trong này thì nó sẽ rất là tốt nha các bạn. Thì mình có thể mở một cái cửa sổ này. Đây, khi mình mở cửa sổ thì mình có thể nhìn vào những em hôi da của mình nằm ở trong đây, và mình có thể coi cái nhiệt độ ở trong cái máy đó, các bạn có thấy không? Đó, mình chỉ cần nhìn xuyên qua cái cửa sổ thì mình cũng thấy được, nếu mình không cần thiết mở ra ha. Còn ở bên này này cả nhà, cái lỗ này này. Đây, cái lỗ này á thì những cái dây điện á Vi truyền qua cái lỗ này có thể xiết lại như vậy này để cho nó không có bay cái ẩm ra. Lúc mà nhận thì như vậy nè các bạn, ở trong một cái thùng giấy hiệu Tulis ha, làm bằng chất giống như vải bố vậy đó, bên trong thì aluminium. Này, nó có cái sách chỉ dẫn mình gắn lên. Đó, ông xã Vi đã làm xong cái khung rất là dễ, cái khung hình chủ nhật như vậy thôi. Rồi mình lấy cái này là cái bao ở ngoài, rồi mình bọc vào thôi các bạn. Cái này thật sự mà nói á, hả đàn bà gắn cũng được luôn á. Đó, bọc lên rồi này. Ở dưới thì nó có một cái bọc luôn cả cái sàn luôn. Ví dụ mình có lỡ tay mình đổ nước mà cũng không có bị hỏng sàn của mình ha. Ở đây thì nó có mấy cái lỗ để mình có thể truyền dây điện. Rồi những cái lỗ này đó thì để cho nó lưu thông không khí á các bạn. Nè, ở đây cũng có một cái lỗ khác nữa nè cả nhà. Cả nhà thấy không? Khi mình mở cái nắp ra thì nó là cái lưới để nó thoáng không khí đó. Còn mấy cái lỗ này là để mình truyền dây điện. Mình truyền bất cứ dây điện cho quạt máy này, đèn này, hay là máy điều hòa không khí rồi, vậy là mình có thể truyền ra đây. Rồi nó sẽ có một cái dây để mình khóa lại cho nó không có bị thoát cái độ ẩm ra ngoài ha. Đây cũng là một cái lỗ khác để lưu thông không khí này. Nó là một cái lưới khi mình mở ra. Cái roten này rất là đơn giản luôn, không có khó khăn để mà dựng nó lên ha. Đây là nó có một cái bọc, mình có thể để những cái vật liệu như là một cái máy đo độ ẩm, độ nhiệt độ đó, thí dụ vậy. Đây còn một cái lỗ khác nữa, nhiều lỗ quá trời luôn, nhưng mà chắc Vi nghĩ không có xài hết đâu. Còn cái lỗ trên cao này đặc biệt Vi nghĩ là cho cái máy điều hòa không khí á, nhưng mà Vi cũng sẽ không có dùng tới cái máy đó ha. Rất là nhiều người xài cái này rồi, họ không cần xài tới cái máy điều hòa không khí, nó vẫn ok như thường nha cả nhà. Cái này là Vi sẽ đem xuống để dưới basement. Nè, em Vi đang phụ Vi zip nó lại để cho cả nhà coi. Đó, mình đóng cái cửa lại.
rất là đơn giản luôn. Đây là cái cửa sổ này. Cái cửa sổ này thì cho mình xem những em hôi da bên trong, không cần thiết phải mở cái zipper ra. Nếu mà ngày nào mình cũng muốn coi từ nó thì mình mở lên mình coi thôi rồi mình thả xuống. Còn khi nào mình cần thiết thì mình mới mở cái zipper ra ha. Mình nuôi hôi da ở trong cái grow tent này thì hôi da nó sẽ phát triển rất là nhanh hơn là mình để ngoài không khí của nhà mình. Đây, những em hôi da nào được vào trong cái grow tent này sẽ rất là vui vẻ nha. Đây, Vi cũng muốn chia sẻ cái grow tent mà Vi mới vừa mua ha. Các bạn nào mà trồng hôi da mà gặp khó khăn, hoặc là trồng ở nhà mình không thấy tụi nó phát triển, hoặc là nó không có độ ẩm cao á, để mà nó phát triển tốt ở trong cái không khí của nhà các bạn, thì các bạn có thể thử mua cái này xem nha. Cái này cũng không có mắc tiền các bạn. Vi mua ở Amazon á, lúc đó Vi mua sale chỉ có 70-80 đồng gì à. Shipping thì miễn phí, cho nên rất là rẻ luôn. Còn sau đó thì các bạn sẽ tốn tiền một cái kệ của IKEA khoảng chừng vài chục thôi là các bạn có thể setup được cái này. Mua thêm một cái đèn. Cái đèn này Vi mua trên Amazon thì là 115 đồng. Với cái quạt máy nhỏ này thì chỉ có mấy chục đồng thôi các bạn. Rất là rẻ luôn. Cho nên nếu mà hôi da của các bạn mà vào trong đây thì nó sẽ phát triển rất là nhanh và rất là tốt. Cảm ơn các bạn đã xem video này cùng Vi nha. Các bạn đừng quên like, chia sẻ, đăng ký subscribe channel và nhấn luôn cái chuông để cập nhật những video khác. Bye bye, xin hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Thanks for watching and see you next time. We'll be right back.